Năm 2021 vừa qua, đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành với những diễn biến phức tạp gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với toàn xã hội. Đây có thể xem là đòn chí mạng cho nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Một số doanh nghiệp chịu thiệt hại nặng nề đã không thể trụ nổi dẫn đến phá sản. Số còn lại vẫn còn hoạt động thì bắt đầu thích nghi dần với tình hình dịch bệnh. Đại dịch đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của doanh nghiệp. Song bên cạnh đó, cùng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp còn đứng vững trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn G-Corp Việt Nam chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tuy chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của ban lãnh đạo, cũng như tinh thần đoàn kết của tập thể công nhân viên, G-Corp Việt Nam đã kiên cường đứng vững trên thị trường cho đến thời điểm hiện tại. Công ty trách nhiệm hữu hạn G-Corp ra đời dựa trên nền tảng từ công ty cổ phần General Bio, kế từ quy trình sản xuất chuẩn chất lượng cùng những nguyên liệu tự nhiên đạt nhiều bằng sáng chế công nghệ. G-Corp đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường và giá cả phải chăng. Nhờ đó mà chỉ sau một năm thành lập, G-Corp đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc lên tới 3.248%, tạo ra một sự chấn động trong ngành và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn nữa trên phạm vi toàn cầu trong những năm sau đó. Hiện nay, với vị thế của mình, G-Corp chinh phục được nhiều thị trường trên thế giới và mở thêm nhiều chi nhánh khác như Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Kuala Lumpur, Nhật Bản, Mỹ, Commerce Campus, Mỹ, Los Angeles. Tiếp nối sự phát triển không ngừng nghỉ đó, G-Corp Việt Nam đã được thành lập vào năm 2018. Với sứ mệnh là một doanh nghiệp xã hội, G-Corp chú trọng văn hóa kinh doanh chân chính, là doanh nghiệp thực hiện kinh doanh theo hình thức network marketing. Hiện nay, G-Corp Việt Nam đã có hai chi nhánh tọa lạc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được cấp phép hoạt động tại khắp 63 tỉnh thành của Việt Nam. Tuy bị cản trở bởi đại dịch COVID-19, nhưng trong năm 2021 này, G-Corp Việt Nam đã tạo ra và mang đến những giá trị tốt đẹp cho quý khách hàng. Có thể kể đến như hàng trăm buổi đào tạo online thường xuyên nhằm chia sẻ về cơ hội kinh doanh cùng G-Corp Việt Nam và đào tạo về chất lượng sản phẩm tới người tiêu dùng đã được tổ chức. Chương trình trực tuyến One Day Seminar diễn ra vô cùng thành công với những thông tin chia sẻ cực kỳ hữu ích của các G-Corper tại Việt Nam. 10 buổi đào tạo với sự tham gia góp mặt của các leader hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Cùng với đó là rất nhiều khuyến mãi vô cùng hấp dẫn gửi tặng đến G-Corper. Bên cạnh những giá trị thiết thực tạo ra cho G-Corper, G-Corp Việt Nam cũng đã khẳng định thương hiệu của mình bằng những hoạt động xã hội cũng như đạt được những thành tựu xuất sắc trong năm vừa qua. Thành công mở rộng khu sản xuất tại Nam Quân. Cuối năm 2020, sự kiện Grand Opening chính thức ra mắt chi nhánh G-Corp tại Việt Nam với sự góp mặt tham gia của hàng ngàn thành viên trên cả nước, tạo một bước ngoặt khởi đầu cho G-Corp Việt Nam. Tiếp nối thành tích năm 2020, ngày 30 tháng 1 năm 2021, G-Corp Việt Nam vinh dự nhận giải vàng về sức khỏe cộng đồng. 13 sản phẩm thực phẩm chức năng được Hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng, dành cho đội ngũ y tế tuyến đầu nhằm tiếp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng hàng nghìn phần quà CK Balance Power trị giá lên đến 1,8 tỷ đồng. Chuyển văn phòng chi nhánh mới tại thành phố Hồ Chí Minh quy mô lớn và khang trang hơn chính thức mở cửa hoạt động vào ngày 18 tháng 10 năm 2021. Đây là một sự khởi đầu mới vô cùng thuận lợi trong hành trình phát triển của G-Corp và một lần nữa tự hào khi có thêm 9 sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng được Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam trao tặng vào ngày 12 tháng 12 năm 2021. Để đạt được những thành tựu kể trên, không thể không kể đến sự nỗ lực cống hiến và gắn kết chặt chẽ của ban lãnh đạo cũng như toàn thể hệ thống G-Corper của G-Corp Việt Nam. Tất cả G-Corper của chúng ta đã có một năm tuy nhiều khó khăn nhưng luôn năng động, nỗ lực hết mình và đạt được nhiều danh hiệu danh giá. Nhân dịp năm mới sắp đến, G-Corp xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể G-Corper vì đã luôn đồng hành và cống hiến hết mình cho G-Corp Việt Nam. 다가오는 2022년 모두 건강하시고 G-Corp이 더 성장할 수 있는 한 해가 되었으면 합니다. 좋은 남모에 좋은 남모에 Happy New Year!
Năm mới 2022 còn kề bước đến, tôi xin chúc tất cả luôn nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch Covid-19 thật tồi tệ và cùng đồng hành với G-Group trên chặng đường tương lai phía trước và cùng nhau phát triển được đó. 1, 2, 3, chúc mừng năm mới! Cuối cùng, G-Group Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo trong một năm đầy khó khăn vừa qua đã nỗ lực, cống hiến hết mình cho công ty cũng như giúp đỡ đội ngũ nhân viên hoàn thành công việc của mình. Đặc biệt, G-Group Việt Nam cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả G-Grouper đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một chặng đường dài. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng cải thiện để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho tất cả G-Grouper. Bên cạnh đó, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội để tạo nên một thương hiệu G-Group Việt Nam toàn diện nhất. Sự hài lòng và tin tưởng của G-Grouper chính là động lực để chúng tôi không ngừng cố gắng hoàn thiện mình.